Này, có gì ăn không? Có anh ạ, cái gì cũng có. Có máu không? Máu, có máu ạ. Ừ, tí, vào luôn. Đấy mà, hay lắm. Đây, hỏi tiện hỏi luôn này. Xin chào các đồng nghiệp. Ban đồng nghiệp cho hỏi là ở đây tiết canh có ngon không? Ngon đấy, được đấy. Ăn được cái gì? Được. Ui nhìn đấy, tôi bảo mà thằng kia nó không tin. Thằng nào đấy? Bố ấy. Thằng bố tôi. Này thế ban đồng nghiệp xuôi hay ngược ấy? Dạ, em xuôi anh ạ. Xuôi hả? Ui ngược đi, ngược đi. Sao ạ? Không đi được đâu, đường chặt nở kinh lắm. Lúc nãy tôi chít tôn thống thằng kia đấy. Ui thì... Thằng nào đấy? Bố. Tôi chít tôn thống thằng bố tôi. À thế ạ. Thế ban đồng nghiệp cứ ăn thoải mái nhá. Ừ, uống đây. Em ơi, cho Chin hai máu. Dạ, ở đây chúng em không kinh doanh bằng đấy ạ. Ơ, sao một người nhỉ? Mấy cái ông Quỳnh Việt ông ăn suốt từ nãy đến giờ mà bây giờ lại bảo là không có là thế nào? Sao đến đối xử với khách thế? Cái gì? Dạ, à, cháu vừa bảo con gái bác là cho cháu Chin hai máu, em bảo không có. Đây là quán cháo lòng, chứ không phải quán mại dâm nhá. Mại dâm, đi chỗ khác. Ôi bác ơi, bác hiểu sai ý thằng này rồi. Ý nó bảo là hai máu ấy, tức là hai bát tiết canh. Lấy cho nó hai bát tiết canh. À bác ơi, thế lòng nhà bác nó ngon không ạ? Lòng nhà tao nó không ngon. Chúng mày thích ăn lòng ngon ấy, xuống chợ. Dạ bác ơi. À có rau sống rồi. À rau em có sạch không đây? Rau nhà tao vừa phun thuốc buổi sáng đấy. Chúng mày thích ăn rau sạch, xuống chợ. Cảm ơn. Đòi hỏi. Em ơi, anh nhờ gái em ơi. Chồng, người ta vừa vỗ mông vỗ. Đứa nào vừa vỗ mông vợ tao? Không, chúng cháu có vỗ mông đâu. Đâu, chúng nó có vỗ mông đâu. Đâu, chúng nó có vỗ mông đâu. Tao mua cái thằng Ngao mà chết chưa? Nhanh lên không ra quần bây giờ. Ra bảo thiết canh nó không ăn được đâu. Cứ lốc bốn mắt rồi bao giờ. Ôi trời ơi, ngại bố trời, ôi trời. Mẹ ơi, chúng mày ơi, tối nay có liên hoan văn nghệ, nhiều việc lắm đấy. Mẹ thôi. Tông môn cái thằng Ngao này, đi giải quyết cái nỗi buồn thì không thôi mà nó cũng đi đến 20 phút thôi. Khéo thì rắn lại cắn chết bố rồi. Thằng. Này, đi đấy. Tao có cái ảnh này nhá. Xong rồi tao gửi cho con Na. Tao giật cái tít là Nhật Tinh Ngao săn cá suối. Ui dồi, cái này đưa Facebook nhiều view lắm cái này. Tao buồn cái thằng gốc bổng. Đã bảo là nhiều việc rồi, phải về thôi. Nước đang mát, tắm thêm một lúc nữa đã. Mày cứ xuống đi tắm đi, nước đang mát thích mà. Còn nhiều thời gian mà, cứ tắm đi. Tao không đùa mày nữa đâu nha. Hả? Cái gì? Này có muốn ăn đặc sản gì ăn luôn ở đây này. Về đứa thui cũng có đâu. Mà này lạ quá. Vừa nãy tao nhìn thấy một em trắng như thứ. Đâu? Ngay bên đều kia qua đây. Không biết bây giờ nó nấp ở cái chỗ hàng đá nào. Thế mới lạ. Ơ
Ở trên kia có chuyện gì thế nhỉ? Chắc là Châu nhà ai bị lạc thôi. À, mà cái hoài nó đâu ấy nhỉ? Có hoài ở đâu được ta? Hoài ơi! Hoài ơi! Hả? Đám nhìn trộm với chị Tắm à? Này, đi nhìn trộm này! Ôi, ôi, cái đồ nhìn trộm! Lộ đi Ngao ơi! Cái đồ nhìn trộm! Đếm chết cái đồ dâm đê! Đồ có hân hóa! Em xin lỗi các chị, em không cố ý nhá! Em không cố ý! Ôi trời ơi! 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 Chào chị. Ôi, vừa mới báo hàng hôm qua mà hôm nay đã có mặt rồi. Vâng. Đúng là cái dân kinh doanh có khác, nhanh như sóc. Vâng. Này thôi đi, mời hai chú vào trong nhà uống nước đã. Vâng, vâng. Nào, mời hai chú đi vào đây. Vâng. Lở ơi, con làm gì đây? Pha cho mẹ hai cốc nước cam nhá. Ôi này, uống nước cam nhá, nước cam nguyên chất. Dạ vâng ạ. Thôi tôi trà thôi thì ạ, bày vẽ làm gì uống nước trà thôi. Hai chú vào đây uống nước đã. Vâng. Lở ơi, con ơi, hai chú lại không uống nước cam đâu. Con pha cho mẹ ấm trà nhá. Hai chú cứ vào kia ngồi đợi chị nhá. Chị có tí việc nhá. Vâng, vâng. Á rồi, sao mày đánh con? Thằng con ra bố, sao mày ngu đấy? Người ta mời uống nước cam, mày cứ nước cam mà uống thì không uống nước cam. Mày thấy mày ngu chưa? Thì người ta tỏ vẻ lịch sự, ai ngờ cái mụ béo mụ này đổi ý nhanh thế đi. Này, chị... sáng hôm nay trời mưa to quá cơ, sấm chớp cứ đùng đùng đoàng đoàng. Chị định đi xuống ăn cỗ cưới ở cô em, thế nhưng mưa to quá không đi được. Ui giời ơi, đây này, thằng này nó tí giết em giữa đường này. Làm sao? Gần 10 km đường nó sạt lở, ui giời, tí nó chết chị. Đấy này, mưa to đấy, à mà này chị bảo đây, tiện xe nhá. Tí hai cậu đưa chị đi tí nhỉ? Chào vâng ạ. Chào chào hai chú ạ. À, giới thiệu với lại hai chú. Đây là con Lở nha chị. Con gái lớn đấy. Cháu đang học Đại học Thái Nguyên. Và đang thực tập năm cuối đấy. Kinh quá. Mẹ này, con đã bảo với mẹ bao nhiêu lần rồi. Con tên là Huệ. Mẹ cứ lở lở, nghe kinh chết đi được ấy. Chả bố là cô chứ. Từ bé đến giờ cả nhà gọi là Lở có sao đâu. Gơm. Hôm nay có tí rai lắm chuyện. Này, mời hai chú uống nước đi. Vâng ạ, chúng em mời cô Hoa uống nước ạ. Cứ uống nước vô tư đi. Nhà chị là cứ uống thoải mái nhá. Mà này, uống xong là vào trong nhà tắm cho nó mát nhá. Hai chú không phải ngại ngùng gì cả. Nhà chị rất rộng. Các chú đi làm xa về mệt, cứ vào nhà chị mà nghỉ, đỡ tốn tiền khách sạn, hiểu chưa? Nhá. Nhưng chị ơi, tôi khỏi cần. Chị cứ đi lo công việc đi, giao hàng xong chúng em lại xin phép thôi. Thôi thôi thôi, các cậu cứ ngồi uống nước nhá. Chị đi vào chuẩn bị rồi chúng mình đi nhá. Vâng ạ. Tiền sư cái thằng ngu này. Mày làm gì tao đi bố? Người ta bảo là tắm rửa ngủ nghỉ ở đây thì mình cứ tắm rửa ngủ nghỉ ở đây. Sao phải từ chối? Phí của giời. Này, Ngao ơi. Cái gì? Huệ ngon nhỉ. Ngọt nước thế. Đây. Thích rồi phải không? Thích rồi. Nhìn thấy phát thích luôn. Tim là thình thình. Tức ngực sốt từ nãy nhỉ. Thích thì phải nick luôn. Nick kiểu gì? Nick cái kiểu thế thì luôn kim ý. Luôn kiểu gì? Ví dụ như là luôn cho nó một bài thơ. Luôn nó một bài thơ á? Ừ. Thằng con trai mà đánh đố bố đấy à? Ừ. Bố thì có thơ mà luồn. Ôi trời. À này Ngao ơi. Bây giờ bố bảo nhá. Con có kinh nghiệm tình trường rồi. Nhá, con cho bố vài thơ nhá. Nhưng nhá, phải xóa hết ảnh thích ở trên điện thoại. Đấy, từ bây giờ không thằng nào là bố, không thằng nào là con nữa. Nhất trí. Ừ. Thôi được rồi. Thế thì tao sẽ đổi ảnh thích đấy, thơ tình của mày. Được rồi. Nhá. Này đảm bảo cái bài thơ đến đọc ra nhá. Huệ nó phê, trong thậm chí là nó ếch ra luôn. Thế quá? Ừ. Ủa thế đọc đi, đọc đấy. Đi. Đọc nghe đi. Đây này. Huệ ơi,
đa tình tự tử đu dây điện điện nhật đê tê chết từ từ mắt anh mắt em đưa nào cho chích lại gần nhau chúng ta đó mắt đưa tạm mặt môi đã tạm mắt nắm xong rồi nấy gì thôi còn không còn chứ bây giờ là cái gì ý nhỉ à mà thú đi để lại lá vàng cóc đi để lại cho nàng thằng cung veo 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 vui bài được ấy, bài đúng không bây giờ nhá tao sẽ điệu hổ điên cỗ còn mày ở nhà tha hồ mà luôn vấn đề là luồn từ đâu luồn vào chỗ nào mới là quan trọng bố vả tết bà mày bây giờ bố chưa thấy thằng con là nó ngu như con mày ngu vừa thôi để thằng khác nó còn ngu với mày luồn vào đâu thì luồn hở ta phát là kém luôn Huệ ơi ra thằng cóc nó thưởng tao cái gì ấy cô Hoa có con gái lớn quá nhỉ cái thằng Danh này đang gọi chị chuyển gam nhanh thế nhưng mà con gái cô lớn như thế cháu gọi cô là chị cứ thấy ngại ngại nào ấy đúng là con trai miền xuôi cô khác này con gái chị nó cũng lớn rồi đấy hai chú xem chú nào rước được rước luôn đi chị cho không đấy được cô ủng hộ như thế thì còn gì băng nữa Ôn dịch này, ai bảo mày nghịch ong bỏ vẽ để nó đốt sưng mặt lên như thế này bao giờ không à? Nhanh lên, khẩn trương đưa ngay cậu vào phòng cấp cứu cho bà. Lên đây. Đi nhanh, đi nhanh. Nhiều ong bây giờ, kỹ thuật lắm. Này, chết luôn rồi. Chúng mày ơi, đi thật nhanh, chạy từ từ không nghe cậu nhá. Ôi trời ơi, con mới trả cái. Mày như thế này là mày giết mẹ đi cho nó xong. Này, chú Ngao ơi, thôi đi xuống rồi, xuống đánh chén thôi. Ui giời ơi, chị Hoa ơi, chết em rồi chị ơi. Trời ơi. Nhà gì có cái chuyện gì mà ồn ào thế? Khốn nạn cái thân em lắm chị ạ. Cái thằng Ôn Dịch kia kìa, đang yên đang lành sắp đến giờ đi đón dâu rồi. Nó ra gốc cây nhà nó chọc tổ ong vò vẽ. Bây giờ nó đốt cho sưng hết cả mặt mũi nên em vừa cho đi viện cấp cứu rồi chị ơi. Thằng nào? Thằng ngoan như con thằng nào. Ôi tôi chết rồi. Thế này, thế thì bây giờ đám cưới tiếp khách của cô dâu chú rể lấy đâu ra? Thế thì mới khốn nạn. Chào bà Hoa. Chị ơi, thế phải làm thế nào chị ơi? Cách cưới ta đến nơi rồi. Rồi, ôi sao bình tĩnh đã xem nào. Loạn hết cả lên. Vâng, chào anh. Úi giời. Đúng rồi. Chuẩn rồi. Không phải chị rồi. Cái gì ạ? Chuẩn rồi. Không phải em à? Tính cậu như con thằng chó đâu đấy. Ôi bà ơi, bà ơi. Đây đây là chú Ngao, nhân viên bán hàng, đối tác với tôi ở dưới xuôi lên. Ôi trời ơi, chị Hoa ơi. Cái gì? Chị ơi, em phải công nhận là giống quá chị ạ. Chị ơi, em thề với chị là em có đẻ rơi đẻ vãi đứa nào đâu đâu. Thế mà sao chú này chú giống thằng Quẩn như em thế cơ chứ chị ạ? Ừ nhỉ. Ui, giống từ đầu đến chân luôn. Này, thêm cái đốt ruồi vào chán nhá. Chuẩn, không có chỉnh luôn. Đúng rồi. Ôi giống quá, trời ơi, giống lắm chị ạ. Công nhận là tôi nhìn cũng thấy giống thật đấy. Nhưng mà có vấn đề gì nữa? Chú ơi, chăm sự chị nhờ chú. Bây giờ đang lúc nước sôi lửa bỏng rồi, khách khứa người ta đến nơi rồi. Em làm con chị một tí nhá. Em đóng giả chú rể. Em giúp chị với. Ôi chị ơi. Bây giờ chăm sự. Ui. Chị nhờ em giúp chị. Em sợ em không làm được đâu. Làm chồng thì em làm được chứ bây giờ làm con rể em chưa làm bao giờ. Ôi chú miễn là chú nhận lời giúp đỡ gia đình là được rồi. Đúng rồi. Cứ làm thì sẽ quen nhá. Có kinh nghiệm luôn. Thì phải làm như thế nào ạ? Không cần phải làm gì nhá.
em cứ chỉ việc mặc quần áo chú rể vào, đưa cô dâu ra hội trường. Đấy. Khách người ta mời rượu, đứng uống rượu nhe răng ra cười nhá. Đúng rồi, tôi không cần phải nói gì cả. Chị bảo đi nhá. Bây giờ cứ coi như là chú là chú rể đi, hiểu chưa? Cứ coi như là chồng cô dâu đi, hiểu chưa? Cưới xong một phát, giả cô dâu về cho bà này, hiểu chưa? Thế là xong. Chứ chúng tôi có bắt là chú ở cả đời đâu mà chú. Đơn giản thôi. Tất cả mọi việc bây giờ nhá, cứ để cái thằng đạo diễn lo hết. Đúng rồi, chuẩn luôn. Bây giờ đến giờ rồi, khẩn trương lên. Nổi mày quá, không có gì mày mắt thằng thế này. Huệ, cho anh xin lỗi Huệ đi. Anh thề là từ nay trở đi nhá, anh sẽ tự sáng tác làm thơ để anh tặng em, chứ anh không đi vay mượn thơ của người khác để tán tỉnh em nữa. Mới quen nhau mà anh đã dùng thơ kiểu đấy rồi. Anh không tôn trọng em. Đã thế, em không thèm chơi với anh nữa. Em đi về bản đây, tối nay còn có chương trình giao lưu văn nghệ nữa. Ôi trời ơi, giao lưu hay là giao phối hay là giao dịch thì anh không cần biết. Anh cần biết bây giờ em phải cho anh xin lỗi cơ. Em mà cho anh xin lỗi nhá, thì em bảo anh làm cái gì anh cũng làm, kể cả chết luôn. Em ạ, à, nếu mà anh không cho anh xin lỗi thì anh chết đấy, anh ăn lá ngón anh chết đấy, anh có lá ngón đấy. Này, em có can anh không? Em không can anh là anh chết luôn đấy, anh ăn lá ngón anh chết đấy. Anh chết thật đấy, anh ăn lá ngón đấy. Anh Công ơi, sao anh đã ăn lá ngón? Có ai không? Kêu, anh Công ơi! Ôi bà ơi, nhìn hai đứa nó đẹp đôi quá bà nhỉ? Đúng rồi. À từ từ, dừng, đứng ở đấy để bác chụp cho một kiểu ảnh để làm kỷ niệm. Nào, hai đứa nhìn thẳng vào đây. Nhìn thẳng vào đây nào. Nào, phấn. Ôi trời ơi, nó đang ở đấy chứ. Chú rể ơi. Không được rồi. Nó sống cái gì? Chú xuống đây làm gì? Chị kỳ bài em phấn rồi còn gì? Con dâu có tên là phấn. Ô chị không báo. Anh Hoàn nè, sao anh quá đáng thế? Anh làm què chân em rồi đây này. Anh nhìn lỗi. Thằng con rể, mày bế vợ mày lên. Con ơi. Ôi con ơi. Con ơi. Để mẹ bảo này, mày lớn rồi. Ai lại bế ẵm đi trẻ con này, khách khứa tao nhìn thì tao cười chết. Cho tay con ơi, chịu khó đau một tí. Đi xuống đi con, đi xuống. Bà ơi, thôi cháu nhau còn bé. Thì về nó về làm dâu nhà bà, nó khôn ít thì bà dạy nó ít. Mà nó khôn nhiều thì bà dạy nó nhiều giúp tôi nhá. Thôi con ạ, mẹ chồng đã nói thế thì con chịu khó xuống đi. Chịu đau một chút. Xuống đi cháu. Xuống con. Tôi xin có ý kiến thế này nhá. Dạ vâng ạ, ông cứ nói ạ. Dạ ông cứ phát biểu ạ. Bà đưa cháu nó về làm dâu nhà bà đừng mang cháu giả lại nhà chúng tôi nữa nhá. Vâng, được rồi, ông bà cứ yên tâm. À thế thôi, bây giờ mời, xin phép mời ông bà, họ hàng, gia đình là có ai là mời tất ra hội trường tan cỗ nhỉ? Dạ. Khách khứa người ta đến cả rồi. Vâng. Mà này, nhớ dặn khách là không phải phong bì, phong bao gì đâu nhá. Đúng rồi đấy ạ. Thế thôi nhở, mời ông bà. Thôi đi thôi nhở. Đi. Thôi mời cả nhà nhà mình ơi, tất cả ra hội trường ăn cỗ nhá. Mời công các bà. Dạ, mời công các bà. Hoành tráng quá. Em phải làm gì bây giờ? Úi dồi, anh tức ngực quá, Em có biết hà hơi, thổi ngạt không? Em biết. Lại lần nữa đi. Ôi trời, khỏi rồi. Khỏi chưa? Khỏi rồi. Úi trời ơi, tí nữa thì em làm anh chết nhá. Úi trời ơi, anh trông cái này thôi chết hơi phí đấy. Trông cái này thôi bán đi khối tiền đấy tưởng. Anh làm em hết cả hồn ý. Con trai dưới xuôi các anh yếu đuối thật đấy. Chẳng cứng rắn gì cả. Yếu đuối thì anh công nhận là cứng rắn anh có thừa. Anh hơi bị bản lĩnh ấy. Chẳng qua là anh bị yêu em bất thình lình thế thôi. Thế gì? Yêu á? Ừ. Yêu gì cơ? Yêu á? Yêu gì cơ biết thừa còn hỏi yêu gì cơ. Yêu em anh hóa thẳng điên. Yêu em anh hóa si tình mất khôn. Yêu em anh chỉ muốn hôn. Yêu em anh muốn em là của anh. Huệ ơi, anh yêu em. Anh thấy làm được chưa? Thơ hay thế. Ôi. Thế mà còn phải đi mượn thơ của người khác à? Thế nó mới ngu chứ. Anh cứ nghĩ thằng Ngao ấy, nó có người yêu rồi. Thì nó có gọi là kinh nghiệm trong tình trường. Thì anh mới vay thơ của nó để tán em. Ai mà nghĩ thơ nó thối thế. Thôi, mình làm bạn đi. Anh đừng tán em nữa. Em ngại lắm. Làm bạn đi. Ôi trời, làm bạn với em thì là hạnh phúc cả một cuộc đời của anh rồi. Anh nói thật với em nhé, trông anh xấu ân bẩn này nhưng mà chỉ thích làm bạn với gái xinh thôi. Anh nói thật đấy, bây giờ gái xấu anh ghét cay ghét đắng luôn. Em cũng xấu mà, có xinh gì đâu. Ồ? Anh cứ nói quái. Anh nói nghiêm túc với em, xinh thật mà. Em cho anh đánh giá một tí nhé. Này, chân dài ngút ngàn, mắt bầu câu lông mi cong, mặt trái xoan, ngực nở eo thon,
đuôi căng tròn. Nói chung là trên cái cơ thể của em ấy thì nó đúng ra là anh chả chê ở được ở chỗ nào cả. Anh nói thật đấy. Anh làm nhảm cái gì đấy? Ừ, anh nói thật với em là anh bị mắc cái chứng gọi là hay nói thẳng nói thật. Thề. À, mà Huệ ơi, dạ. Tí quên. Anh bảo này, đợi tí nữa thằng Ngao nó đưa chị Hoa mẹ em ấy. À quên, cô Hoa mẹ em về thì em cho anh với thằng Ngao tối nay đi giao phối với bọn em. Hả? À quên, đi giao phối tối nay với bọn em. Hả? À, cái gì nhỉ, em vừa bảo cái gì à? Tôi giao lưu với bọn em tối nay. Quên mất, được không em? Giao lưu văn nghệ em. Được, nhưng mà các anh có tiết mục gì chưa? Ôi, tiết mục thì bọn anh đầy, em thích tiết mục gì? Ừ, anh biết tiết mục gì? Ví dụ như là ca múa, nhạc, kịch tuồng trèo, cải lương, người mẫu, thời trang, nhiếp ảnh, cơ khí, gò, hàn, thậm chí là cả cine. Đấy, em thích tiết mục gì? Anh đa tài thế, nhưng mà chỉ cần chọn một tiết mục đặc sắc nhất là được rồi. Một tiết mục đặc sắc nhất à? Sao là tiết mục gì nhỉ? Anh nghĩ là tiết mục gì được nhỉ? Ừ. À đúng rồi, Huệ ơi, hay là anh làm cái tiết mục giả vờ chết cho vừa rồi được không? À, thế là anh lừa em đúng không? Anh này, thế thì... Huệ ơi! Hôm nay là sướng nhất trên đời rồi đấy. Đám cưới thì khách đến đông vui tấp nập, thế mà thành công rực rỡ như thế còn gì nữa. Em nói thật với chị, đến giờ phút này em không thể nào mà kìm hãm cái sự sung sướng của em lại được. Chị cho em cười thêm tí nữa. Chị ơi chị, may quá chị ạ. Có cái anh đối tác bạn của chị đóng giả thằng Quản như em. Ui dồi, giống quá cơ nhá. Đến cả có những người thân anh em họ hàng trong gia đình không ai phát hiện ra. Úi giời ơi, úi giời ơi. Này, cái mồm cứ bù đi chết cái mồm chị ạ. Em mà vui quá là em quên hết mọi thứ luôn nhá. Trời ơi, thích quá chị ạ. Rồi à, mà này thôi dạ. Muộn rồi, đi gọi cái thằng ấy về thôi, không muộn mất. Vâng, em quên ạ. Oản ơi, Phấn ơi ơ chúng nó đâu nhỉ? Này dạ. Mày có nhìn đi cậu Oản với cô Phấn đi đâu không? Dạ con vừa từ hội trường cưới về nên con không thấy ạ. Ô hay gọi thằng nó đi đâu nhỉ? Gọi cái thằng Mỹ xem nào. Mỹ ơi, Đại Mỹ! Mỹ ơi! Đại Mỹ ơi! Ui dồi ôi kìa! Ui dồi ôi chị ơi! Chị nhìn trông có chán chưa kìa! Đấy! Sao cái thằng này suốt ngày nó say thế chứ? Này! Thế mày nốc rượu từ sáng đến giờ mày chưa chán mồm à? Hả? Ui dồi ôi! Mày có nhìn thấy cô cậu mày đi đâu không? Bà gọi con à? Cậu Quẩn với cô Phấn đi đâu? Cô cậu đang quặp chặt nhau trên gác ấy. Cái gì cơ? Cái gì? Mày nói thật không? Chuẩn. Con vừa ngủ cho nên xuống sọc. Ôi chị ơi, em gì đâu đấy? Gì đâu đấy? Chị ơi, em lên cho chúng nó làm gì ở trên đấy à? Trên gác trên này cơ mà. Em quên. Thôi chết rồi, đại họa rồi. Ôi chị ơi, đại họa rồi chị ơi. Chị phải làm thế nào? Thế này làm sao bây giờ? Dì bình tĩnh thế nào? Nhưng mày phải làm thế nào? Dì cứ cuống lên làm sao mà làm. Bây giờ kéo ra, nhanh. Xem chúng nó làm ăn nào. Ui dồi ôi. Phấn ơi, là Phấn ơi. Mày nói dậy đi. Tao rồi Phấn ơi. Thôi, làm thế nào bây giờ? Gọi cho nó dậy chứ còn làm nào nữa. Dì gọi đi. Phấn ơi. Phấn. Không nhúc nhích gì kìa. Phấn ơi dậy đi con ơi. Phấn. Ôi chị ơi, nó không dậy làm thế nào? Im lặng thế nào, để tôi. Phấn. Ôi giời ơi. Mấy giờ rồi mà còn nằm ôm ấp nhau hả? Cái gì thế ạ? Này bác bảo đây, đây không phải là chồng cháu. Đây là chồng con mà. Ôi tại ra, trời ơi, chồng con cái gì? Này, thế chúng mày đã làm gì nhau chưa? Con làm nhiều rồi ạ. Ôi dồi ôi, mày làm cái gì? Chị ơi, em đi chết rồi chị ơi. Em đi chết đây. Chị ơi, em làm thế nào bây giờ chị ơi? Trời ơi, thế này thì em sống thế nào được của chị ơi? Đây, tôi đã bảo gì yên lặng. Không có hàng xóm người ta thích nhục mặt nhá. Chị bảo thế tôi làm thế nào? Để im, tôi kiểm tra. Ôi
rồi. Ui dồi ôi, chú ngao chú say như thế này thì làm sao mà làm được cái gì? Con Phắn này, mày nói dối đúng không? Không, con nói thật mà. Đấy. Bác hỏi đây, mày đã làm gì đó? Mày tả lại từ đầu đến cuối cho bác nghe mày xem nào. Mày nói thật cho mẹ nghe xem nào. Thì con bóc đầu, con xoa chân cho anh ý. Rồi sao nữa? À con còn cạo gió nữa. Con làm gì nữa không? Không ạ. Thật không? Không? Thật ạ. Có chắc không? Chắc ạ. Có chính xác không? Chính xác ạ. Phan ơi, mẹ hỏi nhá. Dạ. Mày phải trả lời thật cho mẹ biết nhá. Vâng. Thế từ lúc đi ngủ đến bây giờ, mày đã cởi váy ra lần nào chưa? Cởi chưa? Con cởi rồi ạ. Nhưng mà anh ấy say quá, có lại mặc vào. Ôi giời ơi, hết cả hồn. Nhưng mà tại sao đây lại không phải là chồng con ạ? Ui giời, đây này. Đấy. Tất cả là tại cái thằng chồng mày ý, đang yên đang lành, sắp đến giờ đi đón dâu rồi, tự nhiên lại đi ra gốc cây nhãn, chọc tổ ong vò vẽ, nó đốt cho mặt mưng lên như cái mâm đang ở trong viện kia. Đấy, đúng rồi đấy. Thế ạ. Ôi dồi ôi, ghê quá. Giời làm ơi sao? Tí nữa con mắc sai lầm rồi đấy. Nhưng mà con cũng phải công nhận ấy, là anh này anh giống chồng con, giống thật ấy, giống từ cái mùi khối chân giống đi ấy. Mà anh này anh ấy say ấy là do lúc tiếp khách ấy, con bảo là uống ít thôi. Có nghe đâu, thấy rượu ngon cũng uống tì tì. Thế bây giờ mới như thế này đấy. Ôi dồi ôi, bây giờ làm thế nào đây? Chú ngào chú cứ say thế này thì bây giờ thế nào đâu bây giờ? Tôi sốt ruột lắm gì. Chị làm sao? Đến giây phút này nhá, chị lại phải là người bình tĩnh cho em. Bình tĩnh làm sao được, chú cứ ngà say thế này thì làm sao mà tôi bình tĩnh được? Thôi được rồi, cái tình hình như thế này em là phải đi mời thầy cúng. Cúng cho bác tỉnh luôn chị ạ. Ô thế gì, đi mời luôn đi. Em đi nhá. Đi mời luôn, nhanh lên. Này con này, dạ. Vào pha cho bác cốc nước cam, nhanh lên. Dạ vâng ạ. Ui dồi ôi, chú Ngao ơi, chú Ngao ơi. Em đi với ai ở đây mà đông thế? Em đi một mình mà. Ồ thế à? Thế sao anh lại nhìn thấy mấy đứa đi cùng em này? Ôi giời ơi, anh say rồi đấy à? Thế mà bảo là uống tốt lắm cơ mà. Anh có hát được không? Anh đăng ký bài song ca đấy. Ui giời, anh đăng ký bài gì nhỉ? Anh đăng ký bài Hương Tóc Mạ Non còn gì nữa. Ôi, bài Hương Tóc Mạ Non nó như thế nào nhỉ? Bài anh đăng ký mà. Ôi hát thì anh vẫn hát tốt đấy, nhưng mà có chả nhớ cái lời nó như thế nào không. Ôi tôi chết. MC giới thiệu rồi đấy. Anh MC giới thiệu em. Tôi đừng nói, mấy MC người ta giới thiệu em hát thôi, sợ gì. Thì anh có hát được không? Ôi hát tốt chứ có gì không hát đâu. Hát bừa thì được câu nào hay câu đấy, quan trọng gì. Được. Anh Ngao. Anh Ngao. Ôi dồi. Này, trông mương cái thằng cóc phồng này, mày ăn cái gì mày phun tuyến rồi này là này hả? Ui rồi này, nó gọi em đấy, nó gọi. Không phải, anh ấy say quá rồi anh ạ. À anh Ngao, anh có biết hát bài Hương Tóc Mạ Non không? Hương Tóc Mạ Non á? Vâng. Ui tưởng cái bài gì Hương Tóc Mạ Non bài tủ của anh luôn. Thế thì may quá, anh ấy đăng ký bài đấy mà bây giờ say như này chẳng hát được. Anh lên anh cứu sân khấu giúp em ấy được không? À, được luôn này. Nhưng mà thằng cốc bảo nhân nhớ mày là nửa cắt thê cho tao nhá. Mình thờ đi. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá,
tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời chưa bóng dừa, hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm nhắc lại đầy thương nghe thật. Lâu nay muốn qua thăm em như ngày gì, cầu tre lắc léo tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau. Bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu nhau. Đường về hai thôn cách xa có cơn gió chiều như mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chợt buồn mến mông, dáng xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa chỗ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen ta. Bên đồng đã dẹn đường, hai đứa ngồi tỏ tình yêu. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ tắm yên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời chưa bóng dừa, hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em như ngày gì, cầu tre lắc léo tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau. Bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa có cơn gió chiều như mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chợt buông mến mông, dáng xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa chỗ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen ta. Bên đồng đã dẹn đường, hai đứa ngồi tỏ tình yêu. Thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngắn
cắt sông chưa đâu cắt lòng mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngắn cách sông chưa đâu cách lòng mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngắn cách sông chưa đâu cách lòng mỗi lần nhớ em sao nghẹn. Anh Tuấn làm hết cả hồn. Ông này sao nhỉ, uống chẳng hoàng. Na này, anh có quà cho Na đây. Sướng nhá, tao lên sướng trước đây. Đây, em nhìn đi. Đấy, đấy, đúng thằng Ngao chưa? Này, em nhìn nhá. Đấy, đang bế cô gái Thái, lại còn mặc quần áo thế này, chắc chắn là đám cưới rồi. Lại còn cầm hoa trắng đây này. Sao anh có những ảnh này? Thế em không biết à? Trời ơi, hôm qua Facebook livestream ầm ầm luôn. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Này Na, 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 Na này, Ngao nó không yêu Na bằng Tuệ đâu. Na, Na cho Tuệ được yêu Na nhé. Một thời gian ngắn thôi cũng được. Anh thôi đi. Na. Em không nghĩ là anh Ngao lại lừa dối em. Thôi em ạ, cái mặt lão Ngao ấy thì cũng dê cơ. Cơ mà con gái trên đấy thì nó cũng xinh. Đúng là cái đồ vô ơn. Bỏ quách lão đi em ạ. Mai chị xin nghỉ cho em về quê nhá. Ôi, chào ông anh. Anh em mình có duyên tắc đường nhỉ? Ôi, tắc mấy cây số không hẹn kiểu này lâu lắm. Tắc tít trên kia cơ mà. Thế này thì mấy ngày thì về tới nhà nhỉ? Thế nên thì chua một cái rồi cắt. Chết cha mày rồi Ngao ơi. Cái gì đấy? Ngao ơi, hả? Chết cha mày rồi. Ông ngán tao làm sao? Ông ngán tao này tam biến à? Không phải. Cái cảnh mày đóng làm chú rể hộ ấy, bị lên Facebook ở đây này. Ôi dồi ôi. Ôi dồi, trên này thì chết ta tao thật rồi. Ôi dồi ôi. Thảo nào, hôm qua tao gọi điện về công ty, thấy bảo là Na bỏ về quê hai ngày hôm nay rồi. Đúng là cái thằng Facebook này rất khốn nạn nhé, nó giết người cũng còn gì nữa. Mà theo mày phỏng đoán thì bao giờ đường nó mới thông? Tình hình này á, tắc thế này chắc phải 5 hôm. Ôi dồi, thế thì tao đi đây. Mày đi đâu ấy? Thì tao đi về chứ còn đi đâu. Mày đi bằng cái gì? Tao đi bộ. Mày bị thần kinh nhỉ? Đi bộ. Từ từ để tao tính. Tao tính như nào? Khả năng à? Cái đường tắt này nhé, đi qua một con suối này, qua hai quả đồi, xuống hai cái bản nữa ra quốc lộ đấy. Nhưng mà liệu có qua được không ý? Ừ thì nó hơi khó đi tí nhưng mà kiểu gì đi được. Thế thì đi luôn đi, tao thua tuột lắm rồi. Đi. Đi. Em ơi,
Ô thế bây giờ qua suối cũng phải thu phí à? Vâng. Thế bao tiền em? Em phát cho anh cái thẻ. Anh đi hết bao nhiêu đường thì người ta thu anh bấy nhiêu tiền. À thế à? Ừ thế lấy thẻ cho anh đi. Anh đi vào đây. Vào đây. Ui giời. Ừ, em bán thẻ qua suối mà lại còn bán thêm cả hàng nước nữa cả. Dạ vâng ạ. À anh có biết uống rượu không? Ừ, em hỏi thế nào là ông ai chỉ biết uống rượu. May quá em vừa mới mua một ít. Mà không biết là nó có ngon không. Anh giúp em thử tí. Để anh thử xem sao. Ôi dồi ôi. Rượu ngon đấy. Tông muôn cái thằng cốc vẩu này. Tao đã vội gì đó. Mày còn vào đi mày tán gái nữa thế nào. Tán gái đâu mà tán gái. Em mới nhờ là thử hộ em mới tí rượu xem có ngon không. Được rồi. Mày xem nào. Này, riêng thử rượu này cứ về hỏi anh. Được không? Uống thêm một tí nữa. Được. Cho anh tí nữa xem. Nào ơi, rượu chuẩn. Hay làm thùng lít rồi uống đi. Thôi, tao đang vội. Về nhà còn đầy rượu mà. Thế đi nhanh nhanh. Đi nhá. Rượu ngon em ạ. Ui, thơm phức. Anh đi nhá. Ôi trời, nó gắt to quá thế này, đi thế nào được. Mày khéo mồm mày xuống mày nhờ cái thằng này này. Này, mày có thèm tiền không? Xuống thúc hết đống cát này anh cho tiền. Mình không thèm tiền đâu. Nhà mình còn nhiều tiền lắm. Khi nào tiêu hết mình mới thèm tiền cơ. Ôi trời ơi. Này thế ở đây có thằng nào thèm tiền, mày gọi ra đây. Thúc hết đống cát cho xe tao qua rồi thì tao gửi tiền vào nó. Để mình xem có đứa nào thèm tiền mình bảo cho nhá. Ừ, con đi. Một ngày có đứa nào thèm tiền không? Xin chào các anh em thèm tiền. Bây giờ chúng mày đi rời cái đống cát này ra để cho xe anh qua. Xong anh cho chúng mày 1 năm. Thằng Câm nó bảo 1 năm nó không làm đâu, bẩn tay. Ui giời, thế 200 được không? Thằng Câm nó bảo 200 nó đồng ý luôn. Được rồi, đây, có 200. Làm nhanh lên nhá. Khẩn trương lên. Làm cái trò gì đấy? Công cụ hỗ trợ đầy đủ đây mà làm kiểu đấy à? Làm thế này đến Tết Tây nó không xong. Này, bọn thèm tiền này đứa nào cũng bị vô hóa cuộc sống. Chúng nó không lao động nặng được đâu. Yên tâm, kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ. Nó làm kiểu này đến mai là xong rồi. Chúng mày vơ va vơ vẩn, cứ để tao làm đấy. Ông đã thốt ruột rồi, chúng mày lại còn bày trò này. Đẹp nha. Bịt như này. Tao thuê luôn tao cho nó xong. Chỉ cần cái bánh mì là ngon rồi. Đỡ mày mất tiền. Người dưới xuôi làm khỏe nhá. Tại bọn nó tập đi thôi. Tổng môn là chúng mày. Này, mấy anh em thèm tiền, nấp cho anh cái hố cho xe anh qua. Không được đâu, đây là cái thông thủy lợi, nấp vào thì chết hết mùa. Thì bắt cái cầu cho xe anh qua. Bọn mình nghỉ rồi. Sao anh nghỉ? Nghỉ thế bao giờ? Nghỉ tháng năm mới làm cơ. Úi dồi ôi. 1 năm bọn mình chỉ lao động có 1 tí rồi. Thôi thế này nhá. Cứ bắt cho anh cái cầu, anh giả chúng mày 300. 300 kết luôn. Chơi luôn. Thế làm luôn đi. Đây. Chặt tông môn mày. Để tao khảo sát đã. Chứ mày chơi chúng đây mày chết đuối gì sao hả? Đấy. Cái trông này nó rộng 60 phân. Nó sâu hàng chục mét. Mày cứ nhảy xuống để tao cho mày chết đuối. Thôi. Nhà đấu độc đinh đây. Thôi. Thằng Điền Thái Sào với cả thằng Ưng Hoàng Nhái đâu? Cơ vào vị trí. Chuẩn bị. Hợp nông. Rồi, bây giờ mình xin ăn đó.
đây. Nhớ đây. Nhớ đây. Thế Khám đây. Thế này đi kiểu gì? Cứ kê hai bánh trước lên đầu hai thằng này mà đi qua thôi. Mày bị điên à? Kê hai bánh trước vào đầu hai này nó nổ đến bốc vẽ thì nó chết người thì sao? Cái đường này công nông nó đi suốt, tao đã thấy thằng nào chết đâu. Không được, bây giờ phải bắt cái gì qua đây này. Cái gì thì nhiều tiền đấy. Này, thế chúng mày cần bao nhiêu tiền chúng mày cứ nói đi. Cái này thì phải hỏi ý kiến thằng Câm. Ơ, 100 tờ luôn. Nó bảo 1 triệu. Mày bị dở hơi à? Ban nãy tao nhìn thấy thằng này nó giơ hai ngón tay chỉ có 200 thôi. Mới bây giờ nó giơ một ngón tay 1 triệu. Nhưng mà lúc ấy nó giơ hai ngón này, thế bây giờ nó lại giơ ngón này. Thế thôi, anh em không làm nữa, nhà mình còn nhiều tiền mà. Thôi, làm luôn, tao chơi đấy. Nhanh lên, khẩn trước này. Đúng rồi, dỡ mái nhà cho ông Bắc Cầu đưa người ta qua. Ê, Này, làm sao thế? Hả? Tiền trả rồi cơ mà. À, tao biết rồi. Nồng độ cồn đấy nè. Thế nào? Các anh đã vi phạm luật giao thông. Cái gì? Tao vi phạm luật giao thông gì? Ở ngoài trạm thu phí, bọn mình có để một cái biển là đã uống rượu bia thì không lái xe. Tại sao mồm anh có nồng độ cồn? Tại sao mày bảo tao có nồng độ cồn trong mồm? Mà căn cứ vào đâu mà mày bảo tao có nồng độ cồn trong mồm? Bọn mình có máy đo nồng độ ấy. Thôi chúng mày đừng có lâm phát đi. Máy đâu? Máy bọn mình mới nhập về. Bọn mình vừa nhập về một cái máy mà không ở đâu có hết. Mang ra đây. Mày mang máy đây. Được rồi. Thằng Câm với cả thằng Châu Gia Thội và trong kia khênh cái máy ra đây để đo nồng độ cồn cho các anh ấy. Các ông cứ làm trò làm vẻ lấy người ta bao tiền như gì cứ làm trò. Cứ đứng ấy chờ máy ra rồi nói chuyện. Đây là máy đo nồng độ cồn, yêu cầu quý khách đo nồng độ cồn, yêu cầu quý khách đo nồng độ cồn. Mình bảo này, bây giờ anh thổi vào cái nõ này. Thổi vào đây á? Đúng rồi. Tao không thổi mày làm gì được tao nhỉ? À, anh không thổi bọn mình không cho anh đi đâu. Tao cứ đi, chúng mày làm gì được tao? À, anh cứ đi. Anh đi. Nào, anh đi. Đấy, anh đi. Anh cứ đi, xin đừng run và đừng thở. Anh đi đi. Thôi, đến cái đi. Này thì mày cứ đo nồng độ cồn đi. Thôi rồi, biết rồi. Tao biết cái kiểu chúng mày rồi. Đáng lẽ mày lái đấy. Tao thổi rồi đấy. Nồng độ cồn của quý khách đã vượt quá mức quy định. Yêu cầu quý khách tuyệt đối không được lái xe. À đấy nha. Máy nói chứ không phải mình nói đâu nha. Nào, bây giờ thằng Châu Gia Thội vào nhập cho các anh cái biên bản để cho các anh đi. Thôi. Tao biết rồi, bọn tao biết rồi. Chúng mày không phải biên bản nữa. Nào thế thì bây giờ cứ cho là tao vi phạm nồng độ cồn đi. Thế thì bao nhiêu tiền thì bảo. À, cái lỗi này thì bọn mình thu có 1,7 triệu thôi. Cái gì? 1,7 triệu á? À? Chúng mày giết người à? Hả? 1,7 triệu á? Thế thì bọn tao quay lại. Ôi, bước chân đi cấm kỳ trở lại. Bọn mình qua cầu rút ván rồi. Thôi, nó rút rồi. À? Bọn mày nhá. Bọn mày giật toàn những cái lũ mất dạy. Toàn lũ mất dạy này. Này, bọn mình chưa mất dạy làm đâu. Nghe rồi nhá, ở cái làng gì ấy, cũng có một cái đội, có một thằng Giang Bảo, một thằng nói giọng, cả một thằng Câm. Bọn đấy mất dạy hơn mình nhiều. Ngao ơi, tao với mày bị quả báo rồi. Bọn này nhá, nó còn chuyên nghiệp hơn anh em mình ngày xưa. Úi nhỉ, bọn này tuổi gì, làm sao chuyên nghiệp bằng bọn mình được. Bọn này nó chuyên nghiệp hơn nhiều, nó nhiều tiết mục thế cơ mà. Nó còn thành lập được cả cái trạm thu phí này. Trong nó còn tạo được cả cái máy đo nồng độ cồn nõ nà thế không gì nữa. Thì bây giờ làm nào ấy nhỉ? Bây giờ này, mày cho chúng nó 5 lít nhá. Xong rồi nói khó với nó. Đi về không muộn. Ừ, hơi lâu rồi đấy. Tao chút quá này. Nào,
Hôm nay mà ta đã bỏ tao thì thằng cọc chết. Mày bị điên à? Làm sao mà tao chết? Không không không. Nè nè nè. Nè nè nè. Em đây rồi. Anh đi tìm em mãi. Anh tìm tôi làm gì? Anh tìm em để anh giải thích cái việc hôm nọ nó chỉ là cái tai nạn nghề nghiệp của anh thôi. Tôi không tin anh nữa. Ôi trời ơi, Công ơi. Công ơi, Na bảo nó không tin tao nữa. Cô Na đấy à? Ôi trời ơi, cô Na ơi, thằng Ngạo cứ đi tìm cô suốt rồi. Tôi phải nói thật như này. Tôi chứng kiến cái sự việc vừa rồi là từ đầu đến chân. Mà tôi khẳng định luôn là thằng Ngạo nó bị oan đấy. Chỉ tại cái Facebook này. Mà Facebook thì cô biết rồi. Nó có chữ F với chữ B. Đấy, chính nó là phá bệnh đấy. Đúng rồi. Phá bệnh. Chẳng qua là như này. Thằng Ngao ấy là nó gọi là nó giúp đỡ hỗ trợ cái chị Hoa cũng là đại lý của công ty. Cho nên là nó dẫn đến cái sự việc gọi là nhầm lẫn. Đúng. Còn tôi khẳng định là nó bị oan. Đấy đấy đấy, em thấy chưa? Thằng Cóc nó đã giải thích hết rồi, bây giờ em hiểu rõ cái vấn đề nó như thế nào thì thôi đâu có lỗi lầm, anh cũng xin em hãy tin anh. Nha. Để ai đã đâu? Cái gì? Cái gì? Anh đi ăn cái gì? Ăn ở đâu mới được? Hôn. Ừ, hôn này. Thằng kém. Chị bảo luôn thì nghỉ ngơi. Cảm ơn đã. Nè. Em tin anh nhé.